Khó ai có thể quên được một tiếng hát từng một thời làm say mê biết bao khán giả tại Việt Nam. Tiếng hát đó đã được báo giới mệnh danh là tiếng hát liêu trai. Trong suốt thập niên 60 đã ngự trị trên các làn sóng phát thanh cũng như truyền hình tại Việt Nam. Cũng với một giọng ca đặc biệt đó, Thanh Thúy đã trở thành ngôi sao sáng chói trên các sân khấu đại nhạc hội cũng như phòng trà, nếu gọi đó là một hiện tượng cũng không sai. Ca sĩ Thanh Thúy, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà sinh ngày 2 tháng 12 tại Thừa Thiên Huế, trong một gia đình có 5 anh chị em, trong đó có Thanh Mỹ và Thanh Châu. Thanh Thúy bắt đầu đi hát từ khi mới được 16 tuổi, với chất giọng trầm ấm hơi khàn, lối phát âm nhả chữ rất riêng và đầy cảm xúc sâu lắng. Thanh Thúy có thể được coi là một trong những nữ ca sĩ gây được nhiều tiếng vang nhất trong làng âm nhạc Việt Nam trước kia, với những nhạc phẩm nổi tiếng, Nửa đêm ngoài phố, Kiếp nghèo, Tàu đêm năm cũ, Phố đêm, Một chuyến bay đêm, Giọt mưa thu v.v. Thanh Thúy qua các ca khúc trữ tình, lãng mạn của nhiều ca sĩ tài danh được mô tả bằng tiếng hát lơ lửng với sương khói, nhấp nhô cùng sóng nước, đam mê theo cung bậc, thì thầm với kẻ si tình, du dương trong tĩnh lặng, vỗ về với yêu thương. Dương thấy bao là sầu. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh. Còn rơi bao ký sầu tàn, gió xa xôi vẫn về, mưa chẳng hồ lệ thế. Sau năm 1975, Thanh Thúy sang định cư tại Hoa Kỳ và tiếp tục đi hát cho các trung tâm băng nhạc tại hải ngoại cũng như trung tâm băng đĩa của chính bà. Tiếng hát Thanh Thúy đã từng được báo giới mệnh danh là tiếng hát liêu trai trong suốt thập niên 60 và đã ngự trị trên các làn sóng phát thanh cũng như truyền hình tại miền Nam Việt Nam và trở thành một ngôi sao sáng trên các sân khấu đại nhạc hội cũng như phòng trà. Khi xuất hiện dưới ánh đèn màu trên sân khấu, tiếng hát Thanh Thúy hòa nhập vào cung đàn, chan hòa với âm thanh đá bay bổng, vươn cao trên đỉnh non cao. Vào tuổi trăng tròn, Thanh Thúy xuất hiện tại phòng trà Viện Long của Đức Quỳnh vào cuối năm 1959. Giọng ca trầm trầm, mang nỗi buồn man mác, nghẹn ngào, nức nở với dáng dấp mảnh mai, yểu điệu thục nữ, mái tóc dài buông lơi trên vai gầy, trong tà áo dài màu trắng, lam nhạt vân vân, mang sắc thái đặc biệt cho người ca sĩ. Trong thời gian đó, Thanh Thúy xuất hiện trước công chúng trên đại nhạc hội của ban thoại kịch Kim Cương. Tiếng hát Thanh Thúy vang vọng trên làn sóng phát thanh từ cuối thập niên 50 đã tạo dựng tiếng hát truyền cảm đặc biệt đi sâu vào lòng khán thính giả khắp nơi để nhận diện chân dung người ca sĩ. Tháng 2 năm 1960, Thanh Thúy xuất hiện trên đại nhạc hội Sầm Giang có Kim Tước, Thúy Nga v.v. Như cánh hải âu lướt mình trên sóng nước, tên tuổi người ca sĩ trẻ đẹp thướt tha lồng với tiếng hát trầm buồn, rung động được ngự trị trong bao trái tim giới thưởng ngoạn. Được sự đánh giá của nhiều cây bút tên tuổi về tài năng mới trong làng ca nhạc, ca ngợi trên nhiều báo. Từ đó Thanh Thúy đi vào con đường nghệ thuật với cánh cửa thanh thang rộng mở như ánh sao lấp lánh trong khung trời âm nhạc. Cho buồn màu dương thế bao là còn rơi bao ký sầu tàn, gió xa xôi vẫn về, mưa chẳng hồ lệ thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Thúy bước lên đài danh vọng của thế giới đèn màu để đạt được ước mơ của mình và có được điều kiện trang trải cuộc sống gia đình trong hoàn cảnh khó khăn.
khi mẫu thân đang lâm trọng bệnh. Nhưng niềm ước mong của người con hiếu thảo không được toại nguyện trước định mệnh cay nghiệt. Tháng 6 năm 1960, thân mẫu của Thanh Thúy qua đời. Là người con thứ tư trong gia đình, nhưng Thanh Thúy phải thay người quá cố để chăm sóc hai người em gái là Thanh Mỹ và Thanh Châu. Và hai người em vẫn nương theo thời gian gần gũi với Thanh Thúy qua bao năm sống nơi hải ngoại. Dù có cuộc sống riêng tư, nhưng hình ảnh đó vẫn mãi bên nhau. Mang tâm trạng đau buồn, thương nhớ, tiếng hát Thanh Thúy càng u sầu, não nùng, bi cảm, trong âm điệu ngọt ngào, du sương chất chứa những nỗi đắng cay. Làm sao khỏi xúc động, tái tê. Từ phong cách trình diễn đến lời ca trầm mặc, thiết tha, nghẹn ngào, tạo nét độc đáo, riêng rẽ cho ngôi sao bồng bềnh giữa khói sương. Năm 1962, Thanh Thúy được bầu chọn là Hoa hậu nghệ sĩ. Đồng thời, trong 3 năm liền, theo cuộc trưng cầu ý kiến của Nhật báo Trắng Đen, Thanh Thúy đã được bình chọn là nữ ca sĩ ăn khách nhất. Cảm nhận được hình ảnh đó, nhà văn Tuấn Huy, tác giả Nỗi buồn tuổi trẻ, Ngày vui qua mau, đã gọi tiếng hát Thanh Thúy là tiếng sầu du khuya trên tờ điện ảnh tháng 3 năm 1963. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nổi, tình trăm nghìn mối hương theo một bóng người. Ta giữa quất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Cũng như Lệ Thanh và Hà Thanh, Thanh Thúy sinh trưởng ở sông Hương núi Ngự, lớn lên ở Sài Gòn. Gia đình Thanh Thúy ở phía sau chùa Viên Tự, đường Phan Đình Phùng, gia đình rất mộ đạo. Từ nhỏ, Thanh Thúy thường theo bà ngoại và mẹ đến làm công quả chùa Quy Y Phật với pháp danh Sumana. Được sự dạy dỗ của Thượng Tọa Hộ Giác và Tăng Thống Tố Thắng, vì vậy, khi mới tuổi thanh xuân, bước chân vào nghề ca hát, mẫu thân của Thanh Thúy rất lo sợ sự cám dỗ của ánh đèn sân khấu, nên lúc nào cũng tựa cửa chờ con mỗi khi đi trình diễn. Và Thanh Thúy vào nghề ca hát vì yêu thích lẫn kế sinh nhai để giúp đỡ gia đình. Đầu thập niên 60, Thanh Thúy nổi danh, tên tuổi của Thanh Thúy rất ăn khách, vì vậy Nguyễn Long đã đưa hình ảnh đó vào điện ảnh. Nguyễn Long viết và thực hiện cuốn phim Thúy đã đi rồi vào tháng 11 năm 1961. Sau khi mãn tang cho mẫu thân, Thanh Thúy lập gia đình vào năm 1964. Người chồng cũng là tài tử chính trong phim Bão Tình. Gia đình được định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1975. Có người hỏi phi công ước mơ gì? Người ơi nhân thế muôn màu, nào biến mơ ở chi? Rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, từng bay trắng đêm dài, thì tức giữa đại dương và yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn sang lĩnh vực kinh doanh. Thanh Thúy và nhạc sĩ Ngọc Chánh, con chim đầu đàn của Shotgun, mở phòng trà khiêu vũ tại vũ trường quốc tế, mở nhãn hiệu băng nhạc Thanh Thúy được 2 năm thì qua Mỹ. Tháng 6 năm 1976, Thanh Thúy phát hành băng cassette đầu tiên Sài Gòn ơi vĩnh biệt được đồng hương nhiệt tình đón nhận. Theo thời gian, trung tâm băng nhạc Thanh Thúy được hình thành, thực hiện được 3 cuốn video Thúy chuyện tình buồn và Ngày về quê cũ, bước vào thế kỷ 21. 25 năm sau năm 1975, khoảng 30 CD của Thanh Thúy được thực hiện, trong đó có những CD về tôn giáo như Mẹ Hiền và Phật Ca 1, 2, 3 v.v. Là Phật tử thuần thành, Thanh Thúy đã hướng tâm vào công quả trong chương trình phát thanh tiếng nói Hương Sen của Phật giáo. Nhìn lại cuộc đời nghệ sĩ, Thanh Thúy được ái mộ từ nghệ thuật đến nhân cách. Nghệ thuật sử thể của Thanh Thúy tự nhiên và lịch sử không có vẻ đóng kịch. Không đẩy đưa, vì vậy, khi tiếp xúc với Thanh Thúy, thiện cảm,
chân tình và thoải mái để trao đổi với nhau. Trung tâm Thanh Thúy vẫn đều đặn hình thành nhiều băng nhạc qua hàng trăm ca khúc với giới tiêu thụ thân quen. Dĩ nhiên, tiếng hát của Thanh Thúy ngày càng phù hợp với giới thưởng ngoạn đã đứng tuổi, trải qua một thời cảm mến khi còn ở quê nhà. Nhân tình của mây ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài thì thực giữa đại dương, dù yên giấc vẹn rừng bạn có biết chuyện này, tôi đi lúc vũ trụ còn núi sông.